Ok rồi chị cô ạ, mình là Subi đây. Hôm nay là ngày tiếp theo trong hành trình mình leo thách đấu từ chiến mùa 24. Vậy hiện tại là mình đã leo lên rank huyền thoại 19 sao rồi nè. Và mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là lên rank siêu huyền thoại nha. Thì ok luôn, thì trước tiên là mình sẽ lên siêu huyền thoại trước. Xong tiếp theo sẽ là video mình leo thách đấu từ chiến mùa này nhá. Đảm bảo video siêu hay luôn, nên các bạn đừng quên hóng chờ video tiếp theo nha. Và các bạn đã leo lên rank gì rồi, comment cho mình biết nhá. Để xem dân chơi nào nghiện game nhất nè. À với cả là bạn nào có nhu cầu kéo Free Fire ngon thì có thể kéo phần comment game của mình nha. Đảm bảo không là các bạn thất vọng đâu. Ok, và các bạn đừng quên cho mình xin một like với kênh và để kênh bờ chưa kín để thông báo ra video nhá. Còn bây giờ thì vào để leo xuyên thoại thôi nào. Mùa này thì mình leo hạn chế gặp hay hơn rồi, nhưng mà trận này gặp hay rất là cay luôn đấy các bạn ơi. Tụt một sao rất là khó chịu luôn ấy, bởi vì là hiện tại mình đang rất là cố gắng để lên thách đấu đầu mùa ấy các bạn, rất là cố gắng để lên thách đấu thật là sớm ấy, nên là mình muốn là kiểu phải thắng chứ mà gặp hack là thua rất là tiếc luôn đấy các bạn ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cố gắng là bàn thắng tầm 6 trận nữa để mình lên rank siêu huyền thoại trước nha. Và sau đó là 2 năm sau nữa để lên rank thách đấu nha các bạn ơi. Đó. Nói chung là không biết là mình có kịp lên thách đấu đứng trong top server hay không, đứng trong tầm top 100 hay không, không biết là kỳ không nữa, nhưng mình sẽ cố gắng nha các bạn ạ. Ok. Và mùa này là mình sẽ cố gắng là leo top server nha. Ui dồi ôi, nãy giờ chưa được kill nào, xin một kill. Ok ok, được một kill rồi đấy các bạn ơi. Và một thằng nữa hình như là ở dưới này đấy các bạn, đấy rồi đây ơi. Úi dồi, 2 kill luôn chứ còn gì nữa. Ok, xin một kill được 2 kill luôn. Với cả là mùa này mình cũng bận nhiều việc ý, nên là mình không thể leo từ sáng đến đêm được, nên là mình chỉ có leo vào tầm buổi tối đến đêm thôi các bạn ạ. Nói chung cũng ít thời gian ấy đó. Úi dồi, vào đầu luôn này. Trời ơi, bắn bừa vào đầu luôn nè. Ok, uầy, cháy quá các bạn ạ. Nhưng mà hồi máu ấy đã không là chết. Mùa này mình bán kiểu gì mà mình cân 4 ít quá các bạn ạ. Nên hôm nay là quảng lấy một pha cân 4 nha. Trời ơi, chả lẽ là không cân 4 được trận nào. Từ này này, úi dồi, nó không để ý mình luôn đấy các bạn ơi. Ủa, mình ngay cạnh đây mà. Bọn nó chơi có giáp bán 1 tấn bài thích thật sự luôn đấy các bạn ạ. Kiểu cứ 2 viên là chết, 2 viên là chết. Nhiều pha lỗi đêm thì thành 3 viên thôi. Nhưng mà bán kiểu chúng đầu phê thật sự luôn đấy các bạn. Ok, hình như là bọn nó ở sau cái nhà này các bạn ơi. Nếu mình đoán không nhầm. Ừ đúng rồi, đây đây, ui dồi, hụt kìa, trời ơi. Đây, hụt thì trúng nè, ba viên. Trời ơi, bắt tên hụt thế này chứ. Ok, ui, nó trong nhà này nè, bên này. Ơ, đâu rồi, ui dồi, bạn kia bạn cũng ghê đấy. À, đây, ui dồi, trời ơi, ẩu quá à, còn 2 đứa trên nhà gà thôi. Kìa, cứu được mình. Rồi, cứu mình phát thì bây giờ là tăng tỷ lệ thắng này. Chứ bây giờ mà không cứu mình là hay là nguy cơ thua lắm nha. Thôi đùa đấy, nói chung là 2 bạn kia của bạn rất là hay nha các bạn ơi. Nên là mình chết cũng không sao đâu, có khi hại kia vẫn gánh được mình mà. Ui dồi, ôi sao, quá với các mờ này. À đây, nó đây rồi các bạn ơi. Ui dồi, từ, ui trời ơi. Nè ra chứ không là chết đấy. À kìa, hở cái đầu mày này. Ok, còn một đứa nữa tới các bạn ạ. À. Ui, bên kia kìa. Thôi ôi. Không sang ra, may mà cứu mình đấy. Cứu mình là lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Này này, úi dồi ôi, bắn mượt quá. Trận này phải 4-0 chứ còn gì nữa nào. Kìa, nhưng mà mình không có lựu đạn rồi. Trời, mang khỉ ở mình quên không mua lựu đạn đấy các bạn ạ. À. Cứ bị tiếc tiền ấy, kiểu như là mình sợ là thua ấy. Thật ra là hết tiền nên là mình không mua lựu đạn. Trời ơi, nói chắc là tí nữa bỏ khỉ đấy các bạn ạ. À. Mình mang khỉ mình có quăng lựu đạn mấy đâu. Mình kiểu như là không đam mê lựu đạn mấy. Quăng gái là mình ít quăng ấy. Ok, còn một đứa thôi các bạn ạ. À. Rồi, còn này 4-0 là cái chắc rồi. Ui, còn thừa nhiều tiền quá ấy. Ui, khoan. Là bạn AWK mở đằng sai các bạn ơi. Trời ơi, không sao. Nói chung là team mình nhiều keo mà, bảo vệ hết mức luôn. Đó, ok, còn một thằng kia nữa thôi các bạn ạ. À. Ok, lao lên luôn. Ui, đau nha. Từ. Này, ui, hãy một viên rồi, viên nữa. Ui dồi, không chết kìa, nhưng mà yếu lắm rồi ý. Thằng ơi các bạn ạ, à, vì là mình quăng lựu không giỏi nên là mình đã bỏ khỉ rồi các bạn ạ. À. Bây giờ là mình mang kỹ năng hồi chiêu nhanh nha. Rồi, đây. Ui ôi, cả tia đi bên này này. Ui, nó còn mang cái giải sát thương kìa. Trời ơi, bắn nó không đau, không xin nhê gì. Cả Dimitri nữa chìa. Lắm vòng thế nhở. Ui dồi, bạn kia bổ vậy mới thăng luôn kìa. Quả dữ. Thầy team kia mang kỹ năng tỉa nha. Không biết là tí nước có bắn tỉa hay không nữa. Mình nghĩ là có đấy các bạn ạ. À. Đầu mùa gặp nhiều tỉa lắm ấy. Ui thằng ở giữa yếu lắm rồi ấy. Đây, ngồi đây này. Ui đông vậy. Bên phải nước kìa. Trời ơi, mày quá. Úi dồi, là chặn đường rồi. Tôi đi bên này vậy các bạn. Ây dồi, team mình hồ báo thật phá keo vào luôn ấy. Còn mình kiểu như là đi móc ấy các bạn. Trời ơi, cân 4 luôn. À nhầm, hương cân 3 luôn. Đúng như mình dự đoán, team nó bán tiểu ấy kìa các bạn ơi. Trời ơi, nó cứ ngồi trên máy nhà nó bán ấy. Và thằng này, ôi dồi, trời ơi, nãy mình lôi nhầm súng ra. Không là nó chết thì mình lâu rồi. Ui, vẫn chưa chết này, trời ơi. Ui, nó mang stealthy các bạn ạ. Nên là bắn bị giải sát thương quá ấy. Ôi, từ mình đặt keo hơi ngu nha, hơi bóp nha, nhưng mà thôi không sao, đặt keo như vậy cho an toàn. Tí nó phá keo cũng được. Ui ôi, sợ vãi, tí nó bắn tỉa ghê lắm luôn á.
từ phá kéo ra. Trời ơi, mày có không mang Larry, mày mình không kiểu dùng Larry các bạn. À, trong này. Ui dồi ôi, đông vậy hai thằng luôn này. Đây. Ui dồi, bay đâu? Ok. Trời ơi, là với hai thằng người này các bạn ơi. Ui nhờ team cũng còn hai người này, còn mình với Hương thôi. Ok, bây giờ làm quả cân hai bọn nó thôi nào. Rồi, để xem là cặp đôi là sẽ thắng nha. Nhưng mà khoan đã, hồi màu ghi đã. Ui nó bắn AWK mờ ghê vãi kìa. Trời ơi, Hương chết rồi kìa. Đây. Ui thằng này ẩu nè. Ui hình như còn đứa AWK mờ đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi, bo về bên mình nè nên không sao. Ok, quả này Gana thương mình rồi các bạn ơi. Bo về bên mình tức là thì ăn được rồi. Mà đâu nhờ? Đâu rồi? À kìa các bạn ạ. Này đây, bay đầu luôn và cân 4 đến từ vị trí của Supi. Ui, trận này lại 4-0 chứ còn gì nữa nào. Nhưng mà team kia bảo là với các mờ ghê lắm á, nên là phải cẩn thận nha, không có lật kèo đấy. Ui, 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 bay đầu kìa. Ui, xong chết luôn đi nhở, trời ơi. Một khi mà đầu thế phải đi luôn đấy chứ. Game kiểu gì vậy trời. Ok, con xạ hồi máu cái đấy nha. Ui dồi ôi, ui. Cuộc thi với AWK mờ à. Team mình có bạn Angel kia bạn AWK mờ cũng rất là hay. Còn team nó mà có thanh niên bạn AWK mờ ghê lắm luôn á. Trời ơi. Từ lên đây. Nó nhảy xuống rồi đây. Đây thằng AWK mờ này. Ui ôi. Ghê vậy. Và đây là màn solo AWK mờ giữa hai mỹ nhân. Hình như là team nó cũng là gái đấy các bạn ạ. Giờ để xem là bạn Angel này hay là nó thắng nha. Ui thằng niên kia là bạn AWK mờ ghê lắm luôn ý. Trời ơi, kiểu bắn như ác quỷ luôn thì các bạn. Kiểu vậy rất là nhanh luôn, còn chuẩn nữa chứ. Để xem là bạn này có thắng không nha. Cố lên nào. Thắng thì tốt. Ui trời ơi. Nó đang tiếp cận đấy, lại gần đấy. Ui lốc kìa. Ui bo đen ấy nhờ, bo thương nó thế kìa. Không cho mình rồi. Không cho team mình bo rồi. Ui nó cân bốn luôn này. Sợ thật. Nó cầm tỉa kìa các bạn ạ. Ui dồi ôi, đau nha. Ui vậy chuẩn vãi cơ, phải là chết sơ, phải là dính ý các bạn ơi. Ui nhưng mà quả này là team mình đã vất hơn người này. Rồi thắng luôn đi, đừng để nó lật kèo nha. Thôi từ bây giờ là mình hồi máu xong đã, mình sẽ đi móc nó nhá. Ui dồi ôi, nó vẩy viên nào chết team mình viên đói các bạn ạ. Nghe từ AWK mờ phát là thấy team mình có người nốc liền ý. Ui dồi ok, còn mỗi nó thôi. Quả này thắng rồi. Cố lên. Ui dồi ôi, ác quỷ AWK mờ. Ui dồi ôi. Ê ui vai trưởng, biết thế là mình cầm súng khác. Cầm súng này bắn tầm gần ngu quá. Cố nào, thắng luôn 4-2 đi. Ui nhưng mà khó kìa. Ui dồi ôi, team mình lại chết rồi này các bạn. Ê nó ngay trước bạn. Má nó kiểu vẩy chuẩn vai thật sự luôn ý. Ra quyết định rồi các bạn ơi. Và mình thấy nó ở trên cái máy nhà kia kìa. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cố là bắn vào đầu nó nha. Giờ mà giết thằng AWK mờ kia là thắng ấy các bạn ạ. Bởi vì nãy giờ là lò gánh team kia mà. Nó ác quỷ luôn đấy các bạn ơi. Bắn rất là ghê luôn ấy. Từ mình sẽ làm mọi cách kiên nhẫn để được nó thò đầu lên. Mình sẽ bắn nó nha các bạn. Ok. Từ mình cũng sẽ không được để nó thấy đâu mình nha. Chứ nó thấy đâu mình là nó bắn mình đi luôn đấy các bạn ơi. Bay đầu luôn đấy. Từ để nó thò mặt lên phát là mình bắn luôn nhá. Không biết nó chạy chưa nhở. Này này rồi, thế là nó rồi, quả này ăn thắng rồi. Trời ơi, mình kiên nhẫn quá, mình bắn vào đầu luôn. Được. Tầm này hết cứu nha. Mỗi tội là mình không có mang kỹ năng của tỉa thôi, nhưng mà không sao. Quả này nó là sao mà cứu được, ở trên máy nhà mà bò xuống ý thì team mình xử lâu rồi. Ui thằng này, mày chết đâu. Ui dồi, từ. Thắng rồi các bạn ạ, thắng rồi. Giữa thằng tỉa là thắng. Này, ok, thằng ơi các bạn ơi, một pha suýt bị lật kèo nhưng mà may quá. A few moments later. Và chờ cô mình lên xin điện thoại rồi cố gắng lên nha. Mong là trận này không gặp ai bắn ghê nữa. Trời ơi, nãy giờ là toàn gặp đối thủ mạnh thôi các bạn ạ. Toàn gặp những thanh niên bắn rất là ghê luôn. Ok, từ. Đây. Ui dồi ôi, vãi, sao lại ngồi kích hoạt cái nớ với lại chứ. Tại sao không bắn đi, trời, không biết là trời, không biết thì để mình dạy cho nha. Ui dồi ôi, phải bắn cái nấm như mình bắn bạn đây này. Ok, còn một đứa nữa thôi các bạn ạ. Trời ơi, nó ngồi kích hoạt cái nấm ạ, khổ ghê luôn á. Chắc là nghĩ là kiểu yên bình ấy, không nghe qua chỗ nói các bạn, nhưng mà rất tiếc. Cố gắng nào, trận cuối lên siêu điện thoại rồi. Và sau khi lên siêu điện thoại là mình sẽ leo tiếp theo đi thách đấu nha các bạn ơi. Ok, thách đấu đang chờ mình phía trước ấy các bạn. Và mình sẽ cố gắng là lọt top tầm 1000 cũng được, không cần 100 đâu. Ok, không sao. Cứu được. Thôi ôi, còn hai đứa đằng kia ấy các bạn ạ. Ok, không sao, team vẫn đang hơn người mà. Ok, nó đang bị nốc đây nè, gãy luôn rồi. Úi dồi, từ đợi xem nó bỏ ở đâu nha. Mình đang không biết nó ở đâu ấy các bạn ạ. Hình như là chỗ sau ấy, thắt đồng hồ kia ấy. Úi dồi ôi, từ, ôi ngã kìa, trời ơi, đi đứng kiểu gì vậy trời. Ui, ui dồi ôi. Má còn nó không kéo được vào đầu nó ấy các bạn. Không sao, cứu được. Ơ kìa, và ai đi máu này. Ôi, cố lên nào, bạn số 4. Không biết là thắng được không đây. Thắng luôn đi, cho nó nhanh.
Cẩn thận. Ăn được, hay. Team kia nó cũng mang kỹ năng tỉa ấy, không biết là có bắn tỉa hay không. Trời ơi. Ôi giời, từ từ. Mỗi mình đi đằng này cũng hơi nguy hiểm. Ê, đây 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 đây. Ui ôi, shotgun máy quá, máy quá. Rồi, chắc xin có shotgun của bạn nha. Rồi. À, hình như là skin một khẩu bộ chiến tranh này mới ra mắt lại đấy các bạn ạ. Nhưng mà từ từ, hay là bắn AL94 đi nhở? Bắn shotgun làm gì? Mình đã cầm tiểu liên rồi mà. Thôi bắn AL94 đi. Ừ. Chứ mình sợ là kiểu tích kết tầm xa quá. Ê, nó bắn AWG vậy. Vậy, từ từ, thằng này. Nó bắn AWM nó xử hết team mình luôn đấy các bạn ơi. Trời ơi, lại ác quỷ AWM nữa à. Ôi, thằng này còn ghê hơn thằng vừa nãy chứ. Không ổn nha, không ổn nha. Trận này lại gặp đối thủ mạnh rồi các bạn ạ. Bắn ghê thật sự luôn. Từ từ, hết máu rồi. Nú ra phát mà mất nửa cây máu này chứ. Ai mà dám lú nữa trời. Ok, không sao. Trời ơi, nó bắn AWM ghê lắm luôn á. Đây bây giờ là phải thủ trong nhà. Đợi bo, chứ bây giờ mà bắn luôn là chết. Ui, Orion nữa kìa. Trời ơi, bên dưới các bạn ạ. Để trong này. Từ. Đấy rồi. Này. Ok, cứu được. Trời ơi. Mình cứ tưởng là thanh niên Sơn Sliber kia bắn AWM, nhưng mà hóa ra là thằng khác bắn AWM ấy các bạn. Hình như là hai thằng bắn AWM hay sao ấy. Má ơi, giữ thật sự luôn ý. Ui dồi, có thằng đã hồi máu trên này nè. Wow. À, bạn kia bắn chết rồi. Rồi, hình như là có thằng AWM ấy. Ui dồi. Ui, nó cứ ra đại là chết đấy các bạn, nghe tiếng đại là chết đấy. Kìa. Thì bây giờ là mình sẽ leo phát đấy, bắn dứt khoát luôn nha. Đây. Ôi. Chả được sinh nhân gì mấy. Trời ơi. Ây à, khịa luôn này. Ây chà chà. Ghê vậy sao, khịa luôn này. Má ơi, nó bắn kiểu gì ấy mà nhìn nó nhanh nhở. Ok, cố lên. Nào, để xem nó khịa như nào. Cố lên nào. Giờ mà mình thua là nó khịa đấy. Ui, hay quá. Cố gắng thắng luôn thôi là các bạn ơi. Để con khịa mình nó chứ, nên là không thể để lật kèo được, không thể mất thời gian bọn nó được. Rồi, thắng được có lấy siêu điện thoại nào. Mình không nhiều thời gian đâu, nên là còn phải leo thách đấu nữa ấy các bạn ạ. Nên không câu rời bọn này làm gì cả. Ok, lên bắt nó nha. Hình như nó cứu ở đấy các bạn. Ôi, nó cứu rồi này. Trời ơi, bắn bay mua vẫn còn muốn dậy làm gì. Ây chà chà rồi. À đây đây nữa. Úi giời ơi, ngồi đây làm gì vậy trời. Giường có chăn gối gì đâu mà lại làm trên giường. Ok, còn hai thằng nữa thôi các bạn. Nhưng bây giờ là phải đề phòng thằng AWM kia nha. Không là cất tất cả team mình đấy. Úi giời ơi. Đấy, nó cứ ra lại là chết cái kia ấy nữa. Làm sao được nhở. Từ, mình cứu đã các bạn ạ. Ok, cứu đã. Thôi, không biết là có qua không. Ui, nó qua. Ơ, thằng AWM chết rồi đây. Rồi, còn lại thắng rồi các bạn ơi. Rồi, ok, thắng rồi, khịa nữa đi. Đứng dậy mà khịa nữa đi. Và ok, thì mình đã lên siêu điện thoại này các bạn ơi. Và các bạn đừng quên đợi video mình làm thách đấu tiếp theo nha. Và đừng quên cho mình xin một like ở kênh và đừng quên bật chuông đăng ký nhận thông báo cho video nhá. Và bây giờ thì hẹn gặp lại trong các video theo nha. Bye bye.